Mike Tyson dùng cần sa cảnh báo đối thủ sắp tới của Mayweather. Mike Tyson mới đây đã có màn xuất hiện thú vị trên podcast của Logan Paul, một YouTuber có 25 triệu lượt theo dõi, đối thủ của Floyd Mayweather trong trận đấu sắp tới diễn ra vào tháng 2 năm 2021. Trước khi bắt đầu chương trình, võ sĩ 54 tuổi đã sử dụng cần sa, nhưng sau đó ông tiếp tục nhai khoảng 4 gram nấm gây ảo giác trước khi cùng trò chuyện với Mike Mullux, người dẫn chương trình. Trong vòng vài phút, tay đấm thép đã dùng quá nhiều chất kích thích, nhưng trông vẻ mặt của ông vẫn không hề ấn gì. Mike Tyson rất vui và biết ơn những người như Paul. Thực tế, những người như anh ấy đã giúp Quyền Anh rất nhiều. Quyền Anh nợ những người này. Họ nợ những võ sĩ YouTube này một sự tôn trọng nhất định, nên trao cho họ một số đai vì chính những tay đấm YouTuber đã giúp boxing tồn tại. Boxing là một môn thể thao đang chết dần chết mòn. UFC xuất hiện hạ bệ boxing, và bây giờ chúng tôi có được những võ sĩ Quyền Anh trên YouTube với 25 triệu lượt theo dõi. Boxing đã trở lại. Cảm ơn các võ sĩ YouTube. Mike Tyson nói tiếp. Khen Logan Paul, nhưng Mike Tyson không nghĩ võ sĩ này sẽ thắng được Mayweather. Võ sĩ lão làng 54 tuổi nói, Floyd Mayweather sẽ dễ dàng đánh bại Paul. Nhưng đó không phải vấn đề. Điều quan trọng là Paul đã dám đứng lên sàn đấu và đấu với nhà vô địch. Thắng thua chỉ là chuyện nhỏ. Trong năm 2021, ngoài trận đấu giữa Paul và Mayweather, khán giả cũng mong được chứng kiến màn so tài giữa Mike Tyson và nhiều đối thủ khác. Năm 2020 ảm đạm đã qua đi, khán giả boxing cùng hướng tới một mùa giải võ thuật đầy sôi động. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Floyd Mayweather xác nhận thượng đài với Logan Paul. Floyd Mayweather đã chính thức khẳng định anh sẽ so tài với Logan Paul trong trận đấu biểu diễn sắp tới. Chuyện Floyd Mayweather và Logan Paul đã được đồn đại về khả năng đối đầu với nhau từ lâu. Nhưng chỉ đến hôm qua, Floyd Mayweather mới chính thức công bố rằng trận đấu sẽ được phát sóng dưới dạng pay-per-view vào ngày 20 tháng 2 năm 2021. Một trận đấu biểu diễn siêu cấp vào ngày 20 tháng 2 năm 2021. Những chiếc vé sớm đầu tiên sẽ được mở bán ngay lúc này. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sớm, Floyd Mayweather viết trên Instagram. Đây sẽ là trận đấu biểu diễn thứ hai của Floyd Mayweather kể từ khi giải nghệ. Trước đó thì Money Man dễ dàng hạ gục ngôi sao kickboxing trẻ người Nhật Tenshin Nasukawa tại Rizin vào đêm giao thừa 2018. Lần cuối Mayweather thượng đài Quyền Anh chuyên nghiệp là vào năm 2017, khi anh chốt hạ kỷ lục 50 chiến thắng trước siêu sao UFC Conor McGregor bằng knockout kỹ thuật hiệp 10. Một trận đấu biểu diễn với Logan Paul sẽ không ảnh hưởng gì đến kỷ lục này của Mayweather. Trong khi cái tên Floyd Mayweather đã là huyền thoại của giới boxing, cái tên Logan Paul lại thường bị các fan Quyền Anh chỉ trích là nỗi nhục trên sàn đấu. Thành tích Quyền Anh chuyên nghiệp của Paul hiện tại là một trận thua, để thua KSI bằng tính điểm hồi tháng 11 năm 2019. Đó là lần thứ hai Logan Paul chạm mặt KSI, lần đầu hai người đấu theo luật Quyền Anh bán chuyên và có kết quả hòa vào năm 2018. Đến giờ Logan Paul vẫn đòi rửa hận, nhưng không phải bằng boxing mà là bằng MMA. Địa điểm tổ chức trận đấu duy nhất vẫn chưa được tiết lộ, chỉ có thể hy vọng rằng thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới. Chênh lệch cân nặng giữa Logan Paul và Floyd Mayweather cũng khá lớn, lên tới 20kg, nên việc trận đấu sẽ diễn ra như thế nào cũng khiến người hâm mộ tò mò. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Độc Cô Cầu Bại chỉ ra tay đấm số 1 thế giới hiện tại. Floyd Mayweather tiết lộ cái tên mà cựu tay đấm người Mỹ tin rằng đang là võ sĩ Quyền Anh số 1 thế giới lúc này. Trong cuộc phỏng vấn trên ESPN, Floyd Mayweather đã có những chia sẻ về tay đấm mà cá nhân anh cho rằng đang là số 1 làng Quyền Anh hiện tại. Trái ngược với mong đợi của nhiều người hâm mộ, cái tên Canelo Alvarez, nhà vô địch thế giới 4 hạng cân hiện tại, không có trong tâm trí của Mayweather. Ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ chọn Terence Crawford là tay đấm pound for pound số 1 thế giới, Mayweather cho hay. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Crawford chưa biết mùi thất bại sau 36 lần thượng đài, trong đó có 27 trận thắng bằng knockout. Theo kế hoạch, nhà vô địch WBO World Welterweight
sẽ có màn so găng với Kell Brook vào ngày 14 tháng 11 tại Las Vegas. Với thành tích đối đầu tốt nhất đến từ tay đấm Anh Quốc, Crawford được giới chuyên môn dự đoán sẽ giành thắng lợi thứ 37 trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, Mayweather cũng đánh giá cao Gervonta Tank Davis, tay đấm đang thuộc quyền quản lý của Mayweather Promotion. Chúng ta có thể điền tên Tank vào top 10, tính theo pound for pound, cựu vương quyền Anh bày tỏ. Ở lần thượng đài mới đây, gà cưng của Mayweather đã xuất sắc hạ knockout Santa Cruz, qua đó nâng chuỗi bất bại lên thành tích 24. Sau cùng, độc cô của bại cũng dành lời khen ngợi đến Canelo, bại tướng của cựu tay đấm người Mỹ. Sau thất bại trước Mayweather, tay đấm người Mexico đã trở lại mạnh mẽ và thâu tóm đai vô địch welterweight đến light heavyweight. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Manny Pacquiao tệ hại hơn Conor McGregor khi đại chiến Floyd Mayweather. Chael Sonnen, huyền thoại UFC đánh giá màn thể hiện của Conor McGregor ở màn so găng với Floyd Mayweather còn ấn tượng hơn những gì Manny Pacquiao đã làm. Ở trận so găng thế kỷ giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao hồi năm 2015, phần thắng thuộc về độc cô của bại nhờ tính điểm từ trọng tài. Vài tháng sau chiến thắng trước Pacquiao, Mayweather tiếp tục thượng đài và đánh bại Henry Beto. Tháng 8 năm 2017, tay đấm người Mỹ tái xuất và dạy Conor McGregor một bài học về quyền Anh với thắng lợi knockout kỹ thuật sau 10 hiệp thi đấu. Sau khi bảo toàn chuỗi trận 50 trận bất bại, Mayweather đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quyền Anh. Theo đánh giá của Chael Sonnen, huyền thoại UFC cho rằng McGregor đã thể hiện rất tốt trước Mayweather, thậm chí còn ấn tượng hơn những gì Pacquiao đã làm. Những gì Pacquiao thể hiện trước Mayweather tệ hơn nhiều so với McGregor từng làm. Nếu đó là điều duy nhất chúng ta có thể so sánh Pacquiao và Conor, thì trận chiến giữa cả hai phải xảy ra. Pacquiao, một trong những tay đấm xuất sắc nhất, tất cả những điều đó chính xác, nhưng McGregor mới chỉ so găng thi đấu quyền Anh đúng một lần, và cậu ấy đã đối đầu với Mayweather, người xuất sắc hơn cả Pacquiao. Với tôi, chúng ta đã không nhận ra McGregor cử khôi đến như thế nào, Sonnen chia sẻ trên kênh YouTube của mình. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, mong muốn của Sonnen nói riêng và người hâm mộ quyền Anh nói chung sẽ được thực hiện. Theo đó, Pacquiao sẽ xác nhận về một màn so găng với McGregor vào năm sau. Phần lớn doanh thu của Pacman sẽ được trích ra cho công tác hỗ trợ người dân Philippines chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.